Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Ở tại Ukraine ngày hôm nay, chúng ta đang thấy ông Zelensky đưa ra một loạt những cái quyết định không được lòng phương Tây. Thì không được lòng phương Tây đã nhẽ rồi, ngày hôm nay đã đưa ra một cái quyết định sẽ gây ra một cái cơn phẫn nộ đối với quần chúng nhân dân của Ukraine. Điều này các đồng minh phương Tây đang gửi tới ông Zelensky một lời cảnh báo nguy hiểm với lại ông ta. Và quan trọng hơn nữa là phương Tây cũng gióng một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm khi mà ngày sinh nhật vừa qua của Tổng thống Putin thì ở tại Ukraine lại dán rất nhiều ba lô áp phích chúc mừng ngày sinh nhật của Putin, với một dòng chữ là Putin sẽ tới đây để lập lại trật tự cho Ukraine. Một đất nước mà người dân không còn ủng hộ chính quyền thì đất nước đấy đã thất bại ngay từ đầu rồi. Một phương Tây tập thể sử dụng những quốc gia dân tộc khác làm con tốt thí, nó đã không còn hiệu nghiệm của thế kỷ 21 nữa. Nó không còn hiệu nghiệm nữa rồi. Hoa Kỳ ngày hôm nay cũng đang bất lực trong cái quá trình hỗ trợ đồng minh của mình và duy trì trật tự thế giới dựa trên luật lệ mà Mỹ đặt ra. Hoa Kỳ cũng đang mất đi cái quyền bá chủ trên thế giới. Và cái cấu trúc nền dân chủ của phương Tây thì cũng đang sụp đổ. Vì họ đang thấy rằng là các quan chức của Mỹ và Âu họ không hành động thể hiện là một quốc gia dân chủ nữa, mà đang thể hiện là một quốc gia cưỡng ép, là những quốc gia đang cưỡng ép và phi dân chủ. Thế thì phương Tây tập thể hỗ trợ cho Ukraine và Israel cũng không được quần chúng nhân dân đồng thuận thì nó cũng thất bại về cơ sở hậu cần. Và mức độ này còn tiếp diễn trong tương lai gần thì cuộc phản chiến quy mô sẽ diễn ra từ Ukraine cho đến tận bên kia Đại Tây Dương. Nhưng Hoa Kỳ cùng đồng minh cũng chưa làm gì được hơn cả. Cũng chưa có gì được coi là đổi mới ở tại Ukraine ngày hôm nay hay tại Trung Đông ngày hôm nay. Trung Đông thì ngày càng tăng nhiệt. Ukraine thì đe dọa sụp đổ lực lượng vũ trang Ukraine khi tiền tuyến đã bị mất. Bản thân Mỹ thì một mặt kêu gọi những quốc gia vì hòa bình thì hãy đoàn kết với nhau để gìn giữ hòa bình thế giới, bảo vệ hòa bình thế giới. Hoa Kỳ miệng thì lam mô, bụng thì mang đi một rổ những bom đạn để trút xuống và giết hại dân thường. Hơn 42.000 dân thường tại giải Gaza đã bị chết, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Ở tại Lebanon với những cuộc không kích gần đây của Israel cũng gây ra cái chết của hàng nghìn thường dân. Mà Israel thì luôn tấn công trực tiếp vào trung tâm đông dân cư, chứ không phải tấn công vào những cơ sở dân sự được. Một tên đao phủ được Nhà Trắng nuôi dưỡng ở tại Trung Đông, nhưng họ lại nói rằng đao phủ đấy là dân chủ. Đao phủ đấy đang thúc đẩy bảo vệ nền tự do dân chủ ở tại Trung Đông. Vậy là hai từ dân chủ, hai từ tự do mà Mỹ ban phát cho Trung Đông ngày hôm nay đổi lại người dân phải hứng chịu là cảnh đói nghèo, màn trời chiếu đất, bạo động bạo loạn, khủng bố khắp mọi nơi, chiến tranh liên miên không ngừng nghỉ. Đấy là hai từ dân chủ, hai từ tự do mà Mỹ đang ban phát ở Trung Đông đấy. Và Ukraine ngày hôm nay cũng rất thành công để thêu dệt nên bức tranh dân chủ của mình là một bãi chiến trường đổ nát, là một nhà nước tham nhũng, là sự chia rẽ trầm trọng trong quần chúng nhân dân, là sự bại trận trong cái việc huy động binh sĩ. Nó chính là những sự thất bại. Đây là thất bại cho thế giới đơn cực của phương Tây, thất bại cho quyền bá chủ của nước Mỹ khi mà tìm mọi cách để bắt cả thế giới này phải phục tùng theo ý chí của người Mỹ. Thì ngày hôm nay không thể tiếp tục được điều đấy nữa. Ở tại Trung Đông thì Iran cũng gửi lời một cảnh báo đanh thép tới Mỹ và đồng minh. Nếu như những quốc gia như Jordan mà không phận ấy, hay là sử dụng lãnh thổ của mình để khai hỏa tấn công Iran
Iran có quyền đáp trả những quốc gia đấy. Đó. Trong khi đó ở tại Ukraine ngày hôm nay thì tù nhân Ukraine chia sẻ, họ đảm bảo với chúng tôi rằng là chúng tôi sẽ canh gác ở biên giới thôi. Họ đảm bảo chúng tôi điều đó. Nhưng sự thật thì không phải thế. Một binh sĩ Ukraine bị bắt ở vùng Kut cho biết là trong một video của Bộ Phòng Nga ấy, rằng họ được đảm bảo rằng nhiệm vụ của họ sẽ chỉ là phục vụ ở biên giới với vùng Belgorod. Tù binh này bị bắt sau khi bị thương này. Anh ta nói rằng là lính Nga đã đối xử rất tốt với anh ta và sơ cứu cho anh ta khi bị thương. Cái gọi là tuyển quân thực ra là mọi người bị bắt tại các điểm dừng xe buýt, trạm kiểm soát trên xe buýt và xe lửa. Sau đó họ được kiểm tra y tế trong 5 phút và đưa người đó ra mặt trận. Đừng bao giờ đến vùng Kut, thà từ chối phục vụ và đầu hàng vì mọi thứ xung quanh chỉ là dối trá. Không ai lo lắng cho sinh mạng của bạn, của người lính. Không ai cần chúng ta ở đây. Tất cả chỉ là bia đỡ đạn. Và những lời của Zelensky rằng Kiev nước chiến đấu vì mạng sống của mỗi một người là không đúng sự thật. Không có ai quan tâm tới sự sống của chúng ta ở nơi đây. Tất cả đều là lừa dối để phục vụ cho mục tiêu chính trị của Zelensky. Theo binh sĩ này thì những tân binh đã được đưa đến Sumy và khẳng định rằng họ sẽ chỉ phục vụ ở biên giới với vùng Belgorod. Khi tin tức lần đầu tiên xuất hiện về việc lực lượng vũ trang Ukraine tiến vào khu vực Kut, anh đã bị sốc về việc này. Tôi không thấy có ý nghĩa gì trong việc này. Tại sao lại đi đến lãnh thổ của người khác? Bản chất tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình và không thể chịu đựng được bạo lực. Khi mà tôi thấy các đồng nghiệp của mình vui mừng vì điều này, tôi đã nói với họ rằng họ thật ngu ngốc và không hiểu gì cả, hoặc là vì họ còn quá trẻ, hoặc là vì quá ngu ngốc. Nếu lúc đó tôi biết rằng chúng tôi sẽ được đưa đến vùng Kut, tôi chắc chắn sẽ từ chối. Người làm việc 30 năm trong ngành đường sắt chia sẻ với lại Bộ Quốc phòng của Nga. Đây chính là sự tan rã về tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine. Còn những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì đang vui mừng cho những cuộc chiến mới. Còn ở ngoài, ở tại hậu phương thì lực lượng bắt quân dịch vẫn tiếp tục đưa tất cả những người đàn ông của Ukraine ra chiến trường và chết chóc một cách vô ích. Trong khi đó thì ông Zelensky đang đưa ra một quyết định bị chỉ trích gay gắt. Đây được coi là tiền đề mà Zelensky sẽ hứng một cơn thịnh nộ đáng sợ đến từ người dân. Riêng quyết định về bắt quân dịch đã khiến cho người dân phẫn nộ rồi, nổi cơn thịnh nộ rồi. Thì ngày hôm nay quyết định này của Zelensky nó sẽ còn khiến cho ông Zelensky gặp nhiều nguy hiểm hơn. Tờ báo New York Times của Mỹ viết rằng việc tăng thuế sẽ ảnh hưởng nặng nề đến Ukraine do phúc lợi của người dân ngày càng xấu đi. Điều mà không một quốc gia nào muốn. Khi ông Zelensky trở về nước sau chuyến thăm ở châu Âu, ông ấy có thể phải đối mặt với sự phẫn nộ của người dân về việc tăng thuế, một biện pháp không được ưa chuộng ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, đặc biệt là ở một số quốc gia có nền kinh tế bị tàn phá như Ukraine ngày hôm nay. Tờ New York Times viết, Phó Chủ tịch Ủy ban Phát triển Kinh tế Quốc hội Ukraine cũng thừa nhận rằng là dư luận này không được ưa chuộng. Chúng tôi sẽ bị ghét bỏ này, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Đây là vấn đề sống còn của chúng tôi trong cuộc chiến hiện nay, ấn phẩm dẫn lời của các quan chức chia sẻ. Tờ New York Times dẫn kết quả khảo sát lấy ý kiến của người dân ở Kiev cho biết, người dân có thái độ cực kỳ tiêu cực đối với việc tăng thuế do những khó khăn tài chính nghiêm trọng đang diễn ra. Tất cả chúng tôi đều đã gặp khó khăn về tài chính này trong thời gian dài và bây giờ chúng tôi sẽ còn mất nhiều tiền lương và thu nhập hơn nữa. Ngay cả khi làm việc này, tôi thấy khả năng đang tăng cao và mọi người không đủ tiền mua giày của chúng tôi. Một nhân viên một cửa hàng ấy, giày ở tại thủ đô Kiev phần nào. Tác giả bài báo cũng nhấn mạnh rằng là ngay cả những người ủng hộ bước đi này cũng lo ngại rằng
do tình trạng tham nhũng tràn lan ở Ukraine, thuế sẽ không được sử dụng đúng mục đích và trong giới chính trị của họ đang công khai nó về điều này. Với một chính quyền tham nhũng không thể đảm bảo cho quyền lợi của người dân Ukraine ngày hôm nay. Đây là quyết định trong quá trình kích hoạt cơn thịnh nộ của quần chúng nhân dân chống lại chính quyền ông Zelensky. Zelensky đang chơi tất tay toàn diện về tiền bạc cũng như là nguồn nhân lực và biến Ukraine trở thành một quốc gia không có đàn ông. Họ đang muốn thực hiện cái điều đấy. Ukraine cũng gây bất ngờ cho các đồng minh vì chiến dịch tại Kut ngày hôm nay. Bất ngờ lớn nhất là sau hơn 2 tháng, Ukraine không kiểm soát thêm bất kỳ một mét vuông nào nữa mà đang bị đẩy lùi, co cụm và bị tiêu diệt ở tại Kut. Trong khi đó lực lượng chi viện cho Sumy thì cũng không có cơ hội để vượt biên giới vào Kut trong những suốt đó hơn 2 tháng qua. Các quan chức Mỹ thì ước tính rằng Ukraine sẽ có thể giữ lãnh thổ đã chiếm giữ ở vùng Kut của Nga trong nhiều tháng, nếu không muốn nói là lâu hơn. Với Vũ Quang nhận định đây là tuyên bố của giới chức Mỹ để Nga đưa ra đòn quyết định giải tán cơn ác mộng Sumy và Kut, chứ không phải là lời tuyên bố dựa trên sức mạnh của Ukraine tại Kut ngày hôm nay, mà họ nói rằng Ukraine có thể giữ mặt trận Kut trong nhiều tháng. Trong khi cập nhật bản đồ mới, chúng ta đang thấy Ukraine đang bị co cụm ở tại Kut, đang bị Nga trinh sát và tiêu diệt ở tại Kut. Thì tôi hỏi quý vị, anh chị và các bạn rằng Ukraine ngày hôm nay lấy cái gì ra để mà có thể giữ được Kut theo cái thế mạnh mà Hoa Kỳ đang nói? Đây chỉ là một lời khích tướng để Nga quyết định xóa sổ cơn ác mộng giúp cho Ukraine và NATO. Với Vũ Quang, Sumy và Kut đang là cơn ác mộng của Mỹ và Âu ngày hôm nay. Lực lượng Kiev vẫn chưa gặp phải bất kỳ vấn đề đáng kể nào về nguồn cung cấp cho khu vực Kut, vì quân đội Nga chỉ thực hiện các cuộc phản công hạn chế và tập trung nỗ lực tiến vào miền đông Ukraine, Lumbok, dẫn lời quan chức Mỹ. Đúng, Nga đang tập trung vào mặt trận Donbass. Nhưng ba cánh quân của Nga lập ở ba tỉnh biên giới với lại Ukraine đã khiến cho lực lượng vũ trang Ukraine ở tại Kut không thể mở rộng thêm một mét vuông nào. Và sự chi viện cũng đang bị Nga hỏa táng đều đặn mà. Đúng không? Ngoài ra, sau nhiều tháng chờ đợi, quân đội Ukraine đã nhận được nguồn cung cấp đạn dược ổn định. Điều này có thể thực hiện được nhờ các nỗ lực của đồng minh, bao gồm sáng kiến cung cấp đạn dược của Séc, cũng như là nỗ lực từ Mỹ và Pháp nhằm phát triển năng lực pháo binh cho Ukraine trong dài hạn. Lumbok cũng lưu ý rằng là chiến dịch mùa hè của Ukraine ở khu vực Kut ban đầu đã khiến các đồng minh của Kiev kinh ngạc với thành công đó là nhanh chóng. Nhưng nó cũng làm dấy lên mối lo ngại trong một số quan chức rằng chiến dịch này có thể phải trả giá đắt nếu một câu phản công đẩy lùi quân đội Ukraine. Tổng thống Zelensky tuyên bố là Ukraine có thể sử dụng vùng lãnh thổ này được chiếm giữ làm quân bài mà cả trong đàm phán, mặc dù vẫn chưa rõ khi nào thì cuộc thương lượng với Moscow sẽ diễn ra, vì nhà lãnh đạo Nga Putin chưa cho thấy là dấu hiệu sẵn sàng nghiêm túc cho cuộc hòa đàm, mà Tổng thống Putin khẳng định sẽ không có bất kỳ một cuộc đàm phán nào sau khi mà Ukraine đã tấn công bừa bãi vào dân thường một cơ sở dân sự ở tại Kut ngày hôm nay. Còn một người lính Ukraine ở tại Kut sẽ không thể diễn ra đàm phán. Chủ nhân Điện Kremlin cho biết là ông Putin, ông tin rằng Ukraine sẽ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán bởi chiến dịch đột kích vùng biên giới Kut ở Nga cuối cùng sẽ thất bại. Tôi tin hành động gây hấn đó sẽ thất bại. Chúng tôi chắc chắn sẽ loại bỏ lực lượng xâm nhập vào lãnh thổ của Nga ở khu vực Kut và ngăn chặn các hành động nhằm gây bất ổn ở biên giới của chúng tôi. Nói chung thì Tổng thống Putin nhấn mạnh và Lumbok nhận định thì các đồng minh của Ukraine nhận thấy rằng là ông Zelensky có thể đang chuẩn bị áp dụng lập trường linh hoạt hơn khi mà tiếp cận về việc chấm dứt xung đột ở tại Ukraine. Đây là nhờ lời nhận định của một quan chức Mỹ chia sẻ với tờ New York Times. Lumbok cũng đã dẫn nguồn tin về việc này. Nhưng với Vũ Quang thì đây nó là một
chiêu bài khích tướng để Nga chấm dứt cơn ác mộng giúp cho Mỹ và Âu thôi. Mặt trận Sumi và Cút bây giờ nó thực sự là cơn ác mộng mà phương Tây tập thể không thể bỏ rơi lực lượng đang bị bao vây tại Cút đâu. Đó. Trong khi đó Nga từ chối dự hội nghị hòa bình Ukraine, Bắc tin nó là ngừng bắn. Tức là phương Tây tập thể đang nói về cái việc là chấp nhận thực tế trên lãnh thổ để đổi lấy đảm bảo an ninh của NATO. Thế nhưng mà chúng ta biết rằng là bản thân Nga không giờ đồng ý về cái chính sách này. Còn về hội nghị hòa bình, lúc thì ông Zelensky nói rằng là tạm thời hoãn cái hội nghị thượng đỉnh hòa bình diễn ra lần 2 vào tháng 11 này này. Nhưng mà sau đó đâu đó lại kêu gọi Tổng thống Pháp là sẽ tiến hành một cái hội nghị hòa bình ở tại vào ngày 2 tháng 11, tức là trước thềm bầu cử Mỹ. Nga không có ý định tham dự các hội nghị thượng đỉnh hòa bình của Ukraine vì cho rằng những sự kiện này là vô nghĩa. Trong khi đó Kiev, Bắc tin sẵn sàng ngừng bắn với một câu theo chiến tuyến hiện tại bây giờ. Ý nghĩa của những hội nghị thượng đỉnh này là gì? Lần đầu tiên thất bại, thảm bại lần thứ hai do Tổng thống Ukraine Zelensky lên kế hoạch cũng sẽ trống rỗng và vô giá trị. Đây không phải là vấn đề hòa bình, không phải là đàm phán, không phải là chấm dứt đối đầu, Chủ tịch Thượng viện Nga chia sẻ. Người đứng đầu Thượng viện Nga nhấn mạnh thêm rằng là chúng tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc liệu có tổ chức hội nghị thượng đỉnh hay là không. Chúng tôi không tham gia vào những cuộc họp như vậy vì chúng tôi không thấy chúng có ý nghĩa gì cả. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần 1 do Thụy Sĩ tổ chức vào hồi tháng 6 theo đề nghị của Kiev và không mời Nga tham dự. Ukraine sau đó lên kế hoạch tổ chức hội nghị lần 2 với sự tham gia của Nga vào tháng 11 tới. Văn phòng của Tổng thống Ukraine Zelensky tuần này thông báo đã hủy hội nghị thượng đỉnh hòa bình được lên kế hoạch vào tháng 11 để ủng hộ việc tổ chức một loạt hội nghị chuyên đề với các nước phương Tây này. Tuy nhiên, theo đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ, Kiev vẫn muốn đàm phán với Moscow, nhưng không phải đàm phán đó là trực tiếp. Chúng tôi không nói về một công thức đàm phán mà Ukraine và Nga ngồi đối diện với nhau và Ukraine lắng nghe các yêu cầu của Nga. Những gì chúng ta thấy bây giờ là cộng đồng quốc tế cùng với Ukraine sẽ ngồi lại và lập ra một danh sách về các bước để chấm dứt xung đột ở tại Ukraine như Zelensky nói. Nhưng mà Zelensky vẫn mong muốn đưa biên giới của Ukraine quay trở về năm 1991. Buộc Liên bang Nga sẽ cần phải bồi thường đó là chiến tranh. Nhưng phía Nga ngày hôm nay thì cũng đang xem xét kịch bản chiến thắng ở tại Ukraine và buộc Ukraine phải đền bù bồi thường đó là chiến tranh. Còn quân nhân Nga chỉ ra cách duy nhất để binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine có thể sống sót trên toàn bộ chiến tuyến. Duy nhất. Anh biết cách gì không? Đó là đầu hàng. Con đường duy nhất để cứu nguy cho lực lượng vũ trang Ukraine là đầu hàng. Lực lượng vũ trang Nga không để lại bất kỳ cơ hội sống sót nào cho kẻ địch trong quá trình giải phóng các khu dân cư trong vùng chiến dịch đặc biệt, ngoại trừ việc đối phương tự nguyện đầu hàng. Phó chủ huy đơn vị xung kích thuộc nhóm quân phía Nam cho biết việc này với lại báo chí. Những đối thủ trực tiếp của tôi ở phía bên kia có một lối thoát duy nhất khỏi tình thế này là đầu hàng quân Nga. Để sống sót, để đến một lúc nào đó có khả năng trở về với gia đình mình theo hình thức trao đổi tù binh, tôi không lên án sự lựa chọn đó của họ trong việc này, trong việc đầu hàng, và không nói rằng hành động như vậy là hèn nhát. Người sĩ quan Nga cũng nói thêm rằng là đã hơn một lần các chiến sĩ trong đơn vị của ông xác định được sự hiện diện của lính đánh thuê nước ngoài ở phía bên kia và nghe thấy tiếng nói của họ qua sóng đo vô tuyến. Theo câu chuyện của các tù binh Ukraine, hầu hết lính đánh thuê đều thực hiện vai trò các đội, đó là rào chắn, gây sức ép tinh thần cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Đồng thời lính đánh thuê cũng ngăn chặn nỗ lực đó là rút lui. Động cơ chủ yếu của các chiến sĩ chúng tôi là trách nhiệm đối với gia đình và người thân của họ, trách nhiệm bảo vệ an toàn tính mạng của con người, tính mạng của những người dân Donbass. Đối phương cũng có tác động cơ, cũng có động cơ là những mục tiêu nào đó của phương Tây.
nếu bắn bỏ tất cả những điều đó thì bọn họ sẽ không chiến đấu với chúng tôi. Họ không có lý do gì để làm như vậy. Quân nhân này nói thêm rằng là anh và đơn vị tấn công của mình đang cố gắng cứu mạng sống của bất kỳ người nào, nhưng nhiệm vụ hàng đầu là bảo toàn tính mạng và sức khỏe của binh sĩ Nga và sẵn sàng cho binh sĩ Ukraine có cơ hội đầu hàng để bảo toàn sinh mạng và được sơ tán ra khỏi đó là chiến trường. Đây chính là con đường thu phục lòng dân của nhân dân Ukraine ngày hôm nay. Một chiến tuyến sụp đổ, các tuyến phòng thủ không có, cơ sở hậu cần cũng gặp khó khăn. Binh sĩ bù đắp thì là những người bị ép buộc bằng vũ lực ra chiến trường. Lấy cái gì ra để mà tạo dựng sức mạnh cho Ukraine bây giờ? Ở Mỹ thì nhận định về chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga sau khi giải phóng Ukraine đã làm khả năng sụp đổ mặt trận trong vùng chiến dịch đặc biệt đến gần hơn. Cựu cố vấn Lầu Năm Góc nhận định: hãy nhìn vào các trận đánh của Nga ở Ukraine và gần Kharkov, toàn bộ mặt trận Ukraine đang sụp đổ. Lực lượng vũ trang Ukraine đang không có cơ hội để mà gìn giữ được nó. Theo vị đề tá thì không còn nhiều trở ngại đối với lực lượng vũ trang Nga trong việc vượt sông Dnipro và tiến quân đến đó là Kiev. Đồng thời, ông lưu ý đến thực tế là nhiều nước Đông Âu không muốn bị lôi kéo vào cuộc chiến với lại Nga nên sẽ ngừng ủng hộ cho chế độ Kiev. Kết quả đã được định trước cho Ukraine là đã thua, nhưng phương Tây chưa chấp nhận điều này. Mất Ukraine, phòng tuyến cho Donbass sẽ sụp đổ. Kharkov sẽ không thể tồn tại khi mà Ukraine đang xa lầy trầm trọng ở tại khu vực Kut. Trong lúc đang xa lầy thì quan chức Mỹ lại nói rằng Ukraine sẽ chiếm giữ nữa nơi đây trong nhiều tháng tới. Vậy là trong nhiều tháng tới cơn ác mộng của phương Tây còn mệt mỏi. Quân đội Nga bắn trúng hai bệ phóng đó là Patriot, lá chắn phòng thủ của phương Tây đưa vào trong Ukraine. Chỉ cần xuất hiện ở ngoài chiến trường và sẵn sàng khai hỏa thì nó sẽ bị tiêu diệt. Quân đội Nga đã bắn trúng hai bệ phóng tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin. Với đó là video được quay lại. Hàng không tác chiến chiến thuật, máy bay không người lái tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của các tập đoàn quân sự lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tấn công cabin điều khiển chiến đấu của một trạm radar Patriot. Ngoài ra còn đánh trúng các điểm tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của địch ở 131 khu vực. Ngoài ra hệ thống phòng không còn bắn hạ 6 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 205 máy bay không người lái, trong đó có 96 chiếc nằm ngoài vùng chiến dịch quân sự đặc biệt. Những cuộc phản công và tiến lên của quân đội Nga đang có hiệu quả trên toàn bộ đó là chiến tuyến. Su-34 của Nga đã phá hủy thành trì của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kut. Những cuộc săn lùng tàn quân và gây sức ép cho tàn quân Uka tại Kut đang có hiệu quả với lại Nga, trong khi sự chi viện thì không đạt được. Kết quả và thành công của cuộc phản công vào Kut ấy. Còn Ngoại trưởng Hungary chia sẻ rằng việc kết nạp NATO vào Ukraine vào NATO, đây sẽ là động cơ để khơi mào ra thế chiến thứ ba. Hiện tại Slovakia và Hungary, lãnh đạo của hai quốc gia này, đang là tâm điểm bị một phương Tây tập thể đó là tấn công. Tấn công một cách dã man tới mức là đe dọa sinh mạng. Trò chơi bày đàn của phương Tây thì không thể thay đổi. Không thể thay đổi được. Họ vẫn tiếp tục sử dụng mọi biện pháp để gây sức ép tới đồng minh thôi. Để buộc họ phải hy sinh quyền lợi của mình, để bảo vệ quyền lợi cho Hoa Kỳ thôi. Nga cũng nhận định về khả năng xảy ra xung đột vũ trang với Mỹ. Việc gia tăng căng thẳng ở tại Đông Âu và ở tại Trung Đông ngày hôm nay, việc có thể leo thang xung đột giữa Washington và Moscow hoàn toàn phụ thuộc vào các bước đi của Mỹ ngày hôm nay, khi mà họ tiếp tục lựa chọn con đường thù địch và chống Nga tới cùng và khiến cho Nga thất bại chiến lược, có thể buộc Nga phải sử dụng tới vũ khí hạt nhân và dẫn tới cuộc đụng độ trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân với nhau. Phía Nga cũng đã cập nhật về học thuyết hạt nhân mới nhất, cụ thể rõ ràng
trong trường hợp nào Nga sẽ buộc phải sử dụng tới vũ khí hạt nhân, tùy ở mức độ khác nhau mà đưa ra những phản đòn. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào, gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.